Người đàn ông trúng số 30 tỷ đưa toàn bộ cho vợ giữ, bật mí bí quyết làm nên sự an nhàn trong hôn nhân. Báo chí xứ Trung mới đây đã đưa tin về một câu chuyện đặc biệt của ông Lý, người đến từ Vân Nam. Ông đã quyết định đưa toàn bộ số tiền trúng số khổng lồ lên đến hơn 10 triệu tệ, khoảng 34 tỷ đồng cho vợ mình. Ông Lý đã dành 8 nhân dân tệ, hơn 27.000 đồng để mua vé số và không ngờ lại trúng giải độc đắc. Trong khi nhiều người thường giữ kín niềm vui và thậm chí không muốn chia sẻ với vợ, ông Lý đã quyết định làm ngược lại. Ông không chỉ công khai thông tin trúng số mà còn đưa vợ đến nhận thưởng cùng mình. Trên bục nhận giải, ông Lý đã để vợ lên trước và tuyên bố mạnh mẽ: "Đưa tất cả cho vợ tôi đi." Bản thân ông Lý và vợ đã có cuộc sống đủ đầy, nhà to đẹp, ô tô, không vay mượn. Khi được hỏi về chuyện đưa hết tiền cho vợ, ông Lý thủng thẳng trả lời: "Bất ngờ trúng thưởng lớn nhưng cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi. Tất cả tiền trong nhà đều do vợ tôi quản. Tôi sống rất an nhàn, vui vẻ, hai vợ chồng chưa có kế hoạch gì đặc biệt trong việc sử dụng số tiền thưởng này." Cũng theo ông Lý, vì để vợ làm chủ kinh tế mà cuộc sống của ông đủ đầy, nhà xe có cả, không nợ nần, cuộc sống êm đềm trôi qua. Đến bây giờ, cuộc sống của ông vô cùng an nhàn tự tại, chẳng có nhiều điều lo nghĩ. Bởi vậy, ông tiếp tục để vợ giữ luôn số tiền trúng số mà chẳng hề lăn tăn chút nào. Từ xưa đến nay, phụ nữ được coi là những người giỏi thu vén và biết cách chi tiêu. Người đàn ông để vợ nắm tiền 100% không vướng bận tiền bạc. Hai bên vợ chồng không xảy ra xích mích liên quan đến điều nhạy cảm này. Hơn nữa, người vợ cầm tiền thường sẽ chủ động cân đối chi tiêu. Người chồng sẽ đỡ đau đầu quay cuồng trong việc phân chia tiền bạc ra sao cho hợp lý nhất. Còn bạn, nếu bạn trúng số như người đàn ông này, bạn có đưa hết cho vợ cầm không?